Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại clip ngày hôm nay. Thì theo như yêu cầu của một số anh em này, anh em bảo là mình test cái em Dragulo. Một súng mà không slap được anh em ạ, không slap được. Liên thanh thì rất là lâu. Hôm nay mình test cái em này, không biết là được 30 kin hay 40 kin. Bắn con này thì nó hơi khoai, tại vì là mình quen slap rồi, bây giờ bắn nó toàn bị hững đạn thôi. L này, trời ơi ngó. Con này là nó không slap được, delay thì lâu, liên thanh ấy, liên thanh thì lâu, đã thế đạn lại còn rất là yếu nữa. Địch mệnh. Đạn nó bắn thi thoảng phải 2 viên mới chết đấy. Mới lại nó toàn 97, 98, 99 máu luôn. Bắn rất là khó chịu anh em ạ. Vừa có test một trận rồi nhưng mà được có bằng 50 kin. Chúng nhưng mà không chết anh em ạ. Địch mệnh. Rất là khoai. Địch mệnh. Quá khoai thật anh em ạ. Con này đúng là xương thật. Con này bắn anh em nào không giáp thì khả năng bắn vào người nó còn chết luôn. Nhưng mà con này mà nó có anh em nào mà có giáp thì bắn khả năng là không chết luôn được. Phải 2 viên mới chết. Địch mệnh. Biết là góc đấy rồi mà không slap được. Đấy. Đấy. Địch mệnh. 2 viên mới chết anh em ạ. Đây. Đấy vừa mình bắn thử liên thanh. Ông nào cũng bảo con này liên thanh được. Địch mệnh súng sniper súng nào chả liên thanh được. Cái quan trọng là liên thanh nó nhanh hay nó chậm thôi. Liên thanh nó phải như con Ultimate Gold hay là con HK đấy. Hay là con AZ. Mấy khẩu súng đấy thì liên thanh thì người ta mới gọi là liên thanh. Địch mệnh con này liên thanh kéo mà còn lâu hơn slap. Phốt đông đấy nhở, phốt ngay cửa này, cửa trước cửa sau đều có phốt. Ê ghê, bệnh, có đấy bắn ghê thật. Méo slap được luôn, định bệnh. Muốn cố cho cái tâm nó ra nhanh thì lại bị hụt đạn. Mà con này mà cứ bật tâm nó lên là nó bị lệch anh em ạ. Thế là không slap nổi luôn. Con này thì dường như là không định mệnh. Kê lâu thế. Con này thì dường như là tất cả các kỵ sĩ là không ông nào dùng. Mặc dù là nó free thật nhưng mà không ông nào dùng cả. Bắn C4 cũng không được mà bắn slip. Bắn C4 cũng không được mà bắn đơn không được anh em ạ. Đấy, định mệnh, bắn thẳng vào người mà không chết kìa. Định mệnh, 97 máu, anh em thấy không? Bắn rất là ức chế. Xem xong clip này mấy ông kiểu gì cũng lại bình luận bảo súng như đầu mùi. Con này nó yếu, kể cả như anh em bật tâm kê trước chăng nữa cũng khả năng cũng khó ăn. Tại vì hên xui thôi, hên xui mẹ. Có ván thì bắn chết nó luôn, có ván thì đéo bắn chết nó luôn. Kill.
Mà con này bắn khoai thật. Mẹ bắn hết 7 phút rồi mới được có bằng 29 kill. Ngồi kế sẵn. À. Sương vãi đái luôn. Lắm cái pha tình huống gọi là mệnh lại 95. Lắm cái pha tình huống gọi là mình biết nó rồi mà mình không slap được. Biết trước rồi mà mình không, nếu như bình thường như các súng khác mình slap cái là chết ngay. Mà súng này thì không slap được. Khổ. Nhiều khi toàn bị chết những cái quả oan thật. Ờ, định vậy. Chúng đéo chết kìa. Hay lắm. Địch mệnh vào đây. Vào đây địch mệnh. Súng hơi cùi anh em ạ. Địch mệnh lại 98 kìa. Ngớ ngớ lại được 50 kin như ván vừa lấy test. Vừa lấy test thử ván rồi. Bây giờ test ván thứ hai đây. À, khoai thật. Phải test qua để cho anh em biết là cái con này là sức mạnh và uy lực nó đến đâu thôi. Chứ chắc hẳn là cũng không có ai dùng được. Thà là mà dùng mẹ nó con AVKM ở cửa hàng tích lũy. Ngon anh em ạ. Kể như con này nó chậm. Nó chậm nhưng mà cái đam của nó giống như kiểu là cái đam của cái con DSR hay là con R93T2 thì khả năng nó lại hay. Mà đam nó yếu quá. Định mệnh trúng rồi đấy. Nghe thấy rồi mà không slap được anh em ạ. Ra đây. Ra đây. Định mệnh đấy, anh ta phát ở góc đấy. Rồi trúng chân rồi, trúng chân rồi. Hay quá. Ok, cái đéo gì vậy. Trời ơi. Ôi lại có thằng hồi sinh nữa chứ. Sợ lắm. Sợ địch mệnh. Toàn không ra đạn thôi. Nhanh quá không ra kịp đạn. Đạn không ra nổi. Lại trúng tay rồi. Định mệnh bắn được hơn 50 kin cũng là kỷ lục đấy anh em ạ. Vãi ạ. Chán đời quá nhỉ. Chỉ một câu nói cho em súng này, đó là súng bắn như đầu bùi anh em ạ. Ok, thì có lẽ là mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào trong những clip sau. Bye bye. Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com.